Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh sẽ làm một cái video về chia sẻ hướng dẫn sử dụng chi tiết trên chiếc xe Volvo XC60 Recharge. Mong rằng Khanh sẽ gửi đến cho quý anh chị một sự đồng hành của Khanh dành cho tất cả quý anh chị ủng hộ. Đây là một món quà của Khanh dành cho các anh chị ủng hộ Khanh. Đối với cái video này sẽ áp dụng cho các xe Volvo XC60 Recharge và thế hệ Ultimate, tức là thế hệ 2023. Mời quý anh chị hãy cùng Khanh theo dõi trong video này nhé. Tại thời điểm Khanh đang quay video là tháng 7 năm 2023 thì Volvo đang chạy chương trình giảm 60% thuế trước bạ. Nếu mọi chi tiết, quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0856 131313. Khanh cùng Khanh đồng hành trong video để xem các chi tiết hướng dẫn sử dụng như thế nào. Khi vào xe Volvo XC60 Recharge thì quý anh chị sẽ thấy được hai thông số, đó là Fuel Ranger và Battery Ranger. Có nghĩa là cái phần này là pin, khi mà quý anh chị đi được cái độ thuần điện là 4 km nữa là hết pin. Và Fuel Ranger có nghĩa là bình xăng của quý anh chị sẽ đi được 340 km nữa. Con số này nó sẽ không mặc định và nó sẽ thay đổi theo cái cách của quý anh chị lái. Có nghĩa là quý anh chị lái một phong cách nhẹ nhàng thì nó sẽ tăng lên, và quý anh chị lái một cái phong cách nó chân nó cứng, chân nó to thì nó sẽ giảm xuống. Đây là nó sẽ đo theo mức tiêu hao nhiên liệu tức thời hiện tại của quý anh chị nha. Rồi, để khởi động cái chiếc xe Volvo và tất cả các xe Volvo thì quý anh chị sẽ đạp phanh và chúng ta sẽ xoay thì xe mình sẽ đề máy. Đối với xe Recharge, quý anh chị chỉ cần thấy chữ ready, có nghĩa là nó đã sẵn sàng, và quý anh chị sẽ đạp phanh và chúng ta sẽ lắc cần số, nó sẽ về D. Lúc này cái chiếc xe của chúng ta đã có thể di chuyển được rồi. Khi mà quý anh chị tắt máy thì đối với thế hệ Ultimate, cần số pha lê, cần số điện tử thì quý anh chị chỉ cần xoay núm đề thì chúng ta đã có thể tắt máy và tự động nó sẽ trả về P, tự động nó kéo phanh tay điện tử. Quý anh chị không phải lo lắng về việc chúng ta quên. Và có một cái lưu ý là khi mà quý anh chị đi đường nước ngập thì đối với hệ thống phanh tay điện tử, nếu quý anh chị có xài auto hold, auto hold là nút này, nó sẽ sáng đèn. Đây, auto hold nó sáng đèn màu xanh. Thì khi mà quý anh chị tắt máy, tự động nó sẽ kéo phanh tay điện tử màu đỏ này lên. Thì quý anh chị lưu ý chúng ta tắt auto hold trước và chúng ta hạ phanh tay điện tử bằng cách là chúng ta đạp phanh và chúng ta nhấn nút xuống là nó sẽ hạ phanh tay điện tử. Còn chúng ta kéo phanh tay điện tử là chúng ta kéo lên, giống như cái phương pháp mà chúng ta kéo cần vậy đó. Thì chúng ta hạ xuống thì chúng ta hạ xuống. Đây, hạ xuống. Thao tác như vậy để tránh trường hợp quý anh chị đậu lâu ngày chúng ta bị kẹt phanh tay, không bị bể bố phanh. Khi mà đi trời mưa thì phanh tay của chúng ta kéo lên và để vài ngày sau thì chắc chắn xe của quý anh chị sẽ bị kẹt phanh tay. Và nếu trong trường hợp không kẹt thì nó cũng in hằng cái dấu bố phanh lên đĩa phanh. Thì khi mà quý anh chị phanh nó sẽ nghe phạch, 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 phạch. Như vậy nó sẽ rất là khó chịu. Và cái tiếng phạch, 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 phạch đó thì quý anh chị sẽ hết đi. Sau khoảng 15-20 phút quý anh chị phanh thì cái bề mặt bố nó sẽ đều lại và chúng ta sẽ không còn nghe tiếng đó nữa. Rồi, bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn chi tiết các thông tin bên ngoài cũng giống như bên trong chiếc xe. Đầu tiên là quý anh chị sẽ nhìn vào. Đây, chúng ta sẽ nhìn vào phần vô lăng. Thì cụm vô lăng của xe thì bên trái đây, bên phải đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ. Đây, âm thanh lớn nhỏ. Đó. Rồi chúng ta bấm OK, bấm nút chính giữa là để bỏ các thông tin trong màn hình. Rồi chúng ta bấm OK thì nó sẽ tắt đi các thông tin trên màn hình. Chúng ta bấm qua trái là qua bài, chúng ta bấm qua trái qua phải là để qua bài. Cụm phím bên trái thì sẽ sử dụng là Adaptive Cruise Control, bằng cách là khi mà quý anh chị đang chạy, chúng ta muốn sử dụng ga tự động thích ứng ở bất kỳ thời điểm nào thì chúng ta sẽ nhấn vào một nút duy nhất, đó là nút chính giữa ở đây, là nó sẽ giữ ngay tốc độ lúc đó. Tại thời điểm quý anh chị xài Adaptive Cruise Control thì xe của mình sẽ đi theo xe phía trước. Trong trường hợp quý anh chị đặt tốc độ, Khanh ví dụ là 50 km/h, xe phía trước chạy 40 km/h thì xe của quý anh chị chỉ chạy theo xe phía trước là 40 km/h. Trong trường hợp xe phía trước chạy 55 km/h thì xe của quý anh chị chỉ chạy tối đa là 50 km/h theo cái vị trí của chúng ta đặt. Đó là một tính năng rất là hay. Xe phía trước phanh thì xe của mình cũng phanh theo. Và quý anh chị lưu ý là khi mà xài chế độ Adaptive Cruise Control thì xe của mình nó sẽ có thêm một chế độ, đó là Pilot Assist. Thì Pilot Assist nó sẽ hiện ra cái hình vô lăng ở đây, nó sẽ màu cam. Và chế độ Pilot Assist là vào cua cái vô lăng của mình sẽ đánh lái trong trường hợp vạch kẻ đường nó rõ, giống như cái đường phía trước của Khanh. Vạch cái đường nó rõ thì vô lăng của mình sẽ giúp đánh lái và giữ chiếc xe luôn luôn giữa làn đường. Quý anh chị có thể tăng và giảm khoảng cách so với xe phía trước bằng cách là giảm khoảng cách. Bấm nút này, tăng khoảng cách. Đó, chúng ta sẽ có 5 nấc để chúng ta tăng và giảm khoảng cách.
Khi mà đang chạy ở tốc độ 50 km/h, quý anh chị có thể tăng tốc độ lên bằng cách là chúng ta bấm dấu cộng thì nó sẽ tăng lên, và mỗi lần tăng như vậy là 5 km/h. Đó là cái phần cụm phím trên vô lăng. Hai cần phía sau thì quý anh chị nhìn thấy ở đây chúng ta nên để đèn vị trí auto, thì vào tối tự động bật, ra sáng tự động tắt. Quý anh chị muốn thêm tự động pha cos thì chúng ta sẽ lắc lên một cái nữa, thì ở trong đây nó sẽ hiện ra chữ A. Thì lúc này cái xe của mình sẽ là tự động pha cos và tự động tắt mở luôn. Còn nếu quý anh chị chỉ muốn tự động tắt mở thôi thì chúng ta lắc một cái nữa thì nó sẽ bỏ đi độ tự động pha cos, hoặc là quý anh chị có thể đá pha là tự động nó cũng bỏ đi. Ở đây là đèn cản trước, ở đây là đèn cản sau. Còn trong trường hợp quý anh chị muốn reset thì chúng ta sẽ đè giữ nút này. Reset này là reset đo tiêu hao nhiên liệu lại. Ở cái cần bên phải, xe của chúng ta sẽ có gạt mưa tự động bằng cách là quý anh chị sẽ bấm vào nút này. Lúc này cái hình gạt mưa tự động nó sẽ hiện ra. Và quý anh chị sẽ chỉnh độ nhạy, có nghĩa là nếu quý anh chị để cái độ nhạy cao nhất ở đây thì trời mưa nhỏ nó cũng gạt. Còn nếu quý anh chị để độ nhạy thấp nhỏ ở đây thì trời mưa nhỏ nó không gạt, mưa to nó mới gạt. Thì Khanh khuyên quý anh chị nên để cao nhất để chúng ta có mưa nhỏ nó cũng gạt. Còn quý anh chị muốn chỉnh cái gạt mưa ở phía sau thì chúng ta sẽ bấm vào nút này để chỉnh gạt mưa phía sau. Đây. Còn nếu quý anh chị muốn tắt cái gạt mưa phía sau thì chúng ta sẽ bấm chính giữa. Nhớ giúp giùm Khanh bấm chính giữa nha. Đó là những gì trên cái phần cụm phím vô lăng. Ở trong cụm màn hình của chúng ta thì nó sẽ có là tốc độ. Đây là tốc độ. Rồi, ở đây là hệ thống đèn tự động. Ở đây là giữ len đường. Ở đây là gạt mưa tự động. Ở đây là nhiệt độ bên ngoài. Ở đây là báo vị trí. Màu đỏ là vị trí chưa đe dọa an toàn. Ready là sẵn sàng để có thể đi. P là vị trí số khi mà Khanh chuyển các vị trí. Đây, D là chạy. B là chế độ số tay. Thì khi mà chạy B thì quý anh chị có thể lắc trái, lắc phải để tăng. Để tăng số, xe mình có tổng cộng là 8 cấp số. Này, quý anh chị lắc lại một cái nữa, tức là lắc xuống, thì nó sẽ chuyển qua D và B. Rồi, chúng ta bấm là P. Còn nếu quý anh chị muốn R, thì chúng ta sẽ lắc lên. Lắc lên, thì nó sẽ lên chữ R. Đây, lên chữ R là để dè. Còn nếu quý anh chị muốn VN, neutral, thì chúng ta lắc nhẹ. Ở đây, cần số của chúng ta sẽ có 2 nấc, chúng ta lắc nhẹ. Đây, lắc nhẹ thôi là nó sẽ về neutral. Đó. Ở trong đây nó sẽ có hai cái vị trí là pin và xăng. Thì pin là quãng đường còn lại đi được bằng lượng pin của xe, giống như xe điện. Còn xăng là quãng đường còn lại tương đương với lại cái lượng xăng còn trong xe. Hai con số này nó sẽ thay đổi theo chân ga, có nghĩa là quý anh chị có một mức tiêu hao nhiên liệu nhiều thì các con số này nó sẽ giảm xuống. Còn nếu quý anh chị chạy đều chân nhẹ nhàng thì con số này nó sẽ tăng lên. Ở trong cụm màn hình, quý anh chị giúp giùm Khanh để ý, ở phía góc đây nó có chữ LTE, đó là sóng eSIM của xe. Nếu trong trường hợp cái LTE này đánh dấu X giống như vậy thì tức là nó sẽ không có sóng 3G. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh, nó phải có chữ LTE thì nó mới có sóng 3G. Với hệ thống kết nối 3G từ xa, quý anh chị có thể điều khiển chiếc xe thông qua Volvo Car App bằng cách là đóng cửa, mở lốc cửa, định vị xe, mở máy lạnh từ xa và quý anh chị sẽ cập nhật phần mềm. Trong trường hợp xe của quý anh chị không tự động cập nhật phần mềm thì quý anh chị có thể vào cái phần bánh răng, vào phần system, vào phần software update và quý anh chị phải tích vào cái phần Automatic Software Update lên giống như vậy thì cái xe của chúng ta mới tự động download phần mềm được. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh. Trong phần màn hình thì chúng ta sẽ có Car Status. Quý anh chị bấm vào thì nó sẽ cho phép quý anh chị xem áp suất lốp. Trong trường hợp áp suất của chúng ta bị báo thì chúng ta đã bổ sung bơm lại rồi thì chúng ta sẽ bấm vào chữ Storing Pressure ở đây và chạy thêm là 2 km nữa với vận tốc 30 đến 40 km/h thì tự động nó sẽ cân bằng lại. Service tức là nó sẽ nhắc bảo dưỡng, xe của mình sẽ bảo dưỡng là 10.000 cây hoặc 1 năm tùy theo điều kiện nào đến trước. Với 8.000 cây thì Volvo sẽ nhắc nhở quý anh chị để có cân đối thời gian đi vào để làm bảo dưỡng. Trong mục kết nối Bluetooth thì quý anh chị vào cái phần hình đây, chúng ta sẽ tích cái phần Bluetooth lên. Trong trường hợp quý anh chị xài Apple CarPlay thì Bluetooth nó sẽ không có xài được. Một
cùng một thời điểm quý anh chị chỉ xài được Bluetooth hoặc là xài được Apple CarPlay, chúng ta sẽ không xài được cả hai. Thì Khanh đang sử dụng cả Apple CarPlay, thành ra là không xài được Bluetooth. Ở đây chúng ta sẽ có Air Quality. Đối với hệ thống máy lạnh của Volvo, lọc mùi, lọc bụi mịn, lọc phấn hoa và cân bằng oxy. Thành ra các cái chỉ số ở đây quý anh chị có thể tham khảo là chỉ số về độ sạch ở phía trong cabin của quý anh chị. Volvo luôn chú trọng đến một chiếc xe mang lại không khí trong lành để cho quý anh chị có một hành trình tuyệt vời nhất. Trong màn hình này, quý anh chị có thể điều chỉnh cái phần làm mát lưng ghế và tất cả các xe Volvo hiện tại trừ Ultimate Dark ở XC60, trừ XC40 không có tính năng làm mát lưng ghế và tất cả các xe còn lại đều có tính năng làm mát hai lưng ghế phía trước. Đây là làm mát lưng ghế, ở phía trên là sấy lưng ghế. Ở đây là hệ thống máy lạnh. Thì quý anh chị sẽ bấm lên. Hệ thống máy lạnh lấy gió trong, lấy gió ngoài, lấy lại gió trong. AC, tức là nếu quý anh chị tắt AC đi thì nó chỉ thổi gió không thổi lạnh. Quý anh chị bật AC lên thì sẽ có ra hơi lạnh. Chữ rear nó là sấy mặt gương, có nghĩa là khi mà đi trời mưa, quý anh chị bấm vào chữ rear thì nó sẽ sấy cái mặt gương này trong lên để quý anh chị không bị mờ. Hoặc là chữ rear này, quý anh chị có thể bấm thao tác ở đây. Thì hai nút này tương đương với nhau. Đây. Đã tắt mở rear. Ở đây là vị trí cửa gió, quý anh chị có thể chỉnh phần gió phía trên đây. Chỉnh phần gió ngay người, chỉnh phần gió ngay chân. Trong trường hợp quý anh chị đi buổi chiều tối, chúng ta bị động sương ở phần đây là do chỉnh phần gió phía trên chúng ta tắt đi thì nó sẽ không bị động sương ở phía trên đó nữa. Ở đây là tốc độ gió. Ở đây là chỉnh điều hòa độc lập 4 vùng. Còn nếu quý anh chị muốn đồng bộ hai bên thì chúng ta bấm vào dấu xích ở đây thì nó sẽ đồng bộ hai bên. Đó, đồng bộ hai bên, đồng bộ có nghĩa là cùng một nhiệt độ với nhau. Rồi, chúng ta muốn chỉnh lại ở phía sau. Ở đây. Rồi, chúng ta bấm home lại. Trong home đây nó có phần camera 360 độ. Thì camera 360 độ quý anh chị lưu ý giùm Khanh, nó có rear auto brake. Quý anh chị tắt nó đi. Nếu trong trường hợp quý anh chị cảm thấy cái hệ thống tự động phanh nó phiền phức và gây cho sự giật mình, thì khi mà quý anh chị tắt đi thì lần khởi động kế tiếp, có nghĩa là quý anh chị tắt máy xe và mở động cơ lại thì tự động nó sẽ bật lại, để đảm bảo thời điểm hiện tại quý anh chị không cần, nhưng thời điểm sắp tới quý anh chị cần, thì nếu quý anh chị tắt đi nó sẽ không có bảo vệ được, thì Volvo nó sẽ tự động bật lại. Hệ thống rear auto brake này nó sẽ tự động phanh nếu gặp vật cản, và rear auto brake nó sẽ phanh mạnh hay phanh nhẹ là theo tốc độ của quý anh chị. Thành ra khi mà quý anh chị xài xe Volvo, chúng ta dè từ từ thôi, để hệ thống phản ứng phanh thì cả xe của chúng ta nó sẽ phanh từ từ và nó không bị giật mình. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh phần này. Ở phía trong giao diện màn hình này thì quý anh chị vào cái phần bánh răng. Thì trong phần bánh răng này chúng ta lưu ý, chỉ lưu ý hai mục, đó là Driving và Control. Trong phần Driving, đối với XC60 nó sẽ có 5 cái mode lái, đó là Hybrid, Power, Pure, Off-Road và Constant. Hybrid là chế độ cân bằng giữa xăng và điện, và mặc nhiên quý anh chị đề máy lên nó là chế độ Hybrid. Chế độ Power là ưu tiên xăng hơn ưu tiên điện và đều là xăng điện kết hợp. Chế độ Pure là chế độ chạy 100% thuần điện. Chế độ Off-Road là chế độ xăng và điện kết hợp và chỉ chạy được tối đa là 40 km/h. Chế độ Constant AVFD cũng là chế độ xăng và điện kết hợp, nhưng chế độ này nó sẽ tăng lực bám ở bánh xe, giúp cho quý anh chị đi đường trơn trượt, đường trời mưa, chạy tốc độ cao, chúng ta không bị mất kiểm soát. Hoặc là quý anh chị kéo một cái rơ móc ở phía sau, rơ móc này có thể là một cái móc kéo đồ hoặc là cái cabin mobile home, chúng ta kéo thì cái chiếc xe của chúng ta muốn không bị vẫy đuôi thì chúng ta bấm vào chữ AVFD. Phần battery thì mặc định nó là auto. Nếu quý anh chị muốn sử dụng động cơ để sạc vào trong xe thì chúng ta bấm chữ sạc. Thì lúc này động cơ nó sẽ nổ lên và nó sạc vào trong xe. Trên chiếc xe của mình nó sẽ có hai cái chế độ, đó là Pilot Assist và Cruise Control, Adaptive Cruise Control. Thì nếu quý anh chị tắt cái chế độ này đi thì nó chỉ có là Adaptive Cruise Control, có nghĩa là nó sẽ phanh giữ khoảng cách so với xe phía trước, nhưng khi mà vào cua nó sẽ không tự động đánh lái. Còn nếu quý anh chị muốn vào cua, chiếc xe của mình tự động đánh lái luôn để giữ khoảng cách và nó an toàn hơn khi mà vào cua, bởi vì nó tự động đánh lái, nó giữ làn đường cho chúng ta, thì chúng ta phải tích lên chế độ Pilot Assist. Chế độ Pilot Assist này, đây là một chế độ cao cấp hơn cái Adaptive Cruise Control rất là nhiều, và nó chỉ cần 30 km/h là đã bắt được cái chế độ Adaptive Pilot Assist rồi. Lane Keep có nghĩa là chế độ giữ làn đường, và chế độ này chỉ hoạt động ở vận tốc trên 60 km/h thôi.
Ready Drive Notification có nghĩa là chế độ nhắc nhở chạy xe, có nghĩa là khi quý anh chị đậu đèn đỏ, xe phía trước của mình chạy trước rồi mà quý anh chị lo bấm điện thoại, chúng ta lơ là không để ý xe phía trước đi, thì cái chế độ này nó sẽ nhắc chúng ta phải chạy xe. Cái chữ Brake là chế độ gọi là One Pedal Trial, One Pedal Trial. Cái chế độ này thì quý anh chị phanh và đệm ga chỉ bằng một chân đệm ga, chúng ta không dùng tới chân phanh nữa, đây chỉ cần một chân ga thôi. Thì khi mà quý anh chị đệm ga thì xe của mình cũng tăng tốc bình thường giống như các xe khác. Khi quý anh chị nhả chân phanh ra, nhả chân ga ra thì cái xe của mình sẽ tự động phanh luôn. Chúng ta không cần phải chuyển qua đây. Gần như cái việc mà chúng ta chuyển qua chân phanh là rất là ít, và xe của chúng ta khi mà nhả ra, nhả chân ga ra là tự động nó phanh luôn. Với chế độ này thì nó sẽ sử dụng hệ thống phanh tái sinh nhiều hơn, nạp điện ngược lại trong cái bình nhiều hơn. Nhưng khi mà chạy chế độ này, cái cảm giác của chúng ta sẽ bị giật gị chiếc xe. Nếu quý anh chị cảm thấy không thích thì chúng ta tắt đi cái chế độ Grab này đi. Chế độ Tearing Fail Film là chế độ là giúp cho cái vô lăng này nó nặng hơn và nó sẽ theo cái cảm giác lái nhiều hơn. Nếu quý anh chị gặp muốn vô lăng nặng hơn thì chúng ta hãy tích vào, còn không thì đang để chế độ tự động của Volvo. Ở chế độ Control, quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh, Hip Frost có nghĩa là hai cái gối đầu ở phía sau nó sẽ gặp điện. Đây, để Khanh bấm vào cái gối đầu phía sau nó gặp xuống. À, để cho chúng ta tăng thêm tầm nhìn. With Service Portion có nghĩa là chế độ thay lưỡi gạt mưa tại nhà. Đây. Mirror One, Mirror Time When Reverse. Khi mà quý anh chị tích vào đây thì phần gương hậu của chúng ta sẽ lật mặt lại, hai bên gương hậu lật xuống luôn khi mà chúng ta chuyển về chế độ số gear. Tùy theo mỗi người có một cái cảm giác, có một cách sở thích khác nhau thì chúng ta bật hay tắt. Full Rear Mirror When Lock có nghĩa là khi mà quý anh chị tích lên đây, lóc cửa lại thì cái phần gương hậu của chúng ta sẽ gặp lại, xếp lại. Mirror Auto Dimming có nghĩa là khi mà đi ban đêm, hai gương hậu hai bên ngoài và gương hậu trong xe có bị đèn ở phía sau rọi tới thì tự động nó sẽ tối lại. Quý anh chị nên bật cái chế độ này. Just Passenger Seat có nghĩa là khi quý anh chị tích cái này lên thì cái ghế bên phụ có phụ nữ trẻ em thì quý anh chị có thể điều chỉnh được cho họ. Đây, quý anh chị có thể ngả lưng cho họ. Nè. Và tự động 3 giây sau, tự động nó sẽ trở lại bình thường. Cái này là sạc không dây. Rồi, cái này là đóng cửa sổ trời, đóng cái rèm cửa sổ trời. Khi mà quý anh chị tắt máy, nếu quý anh chị quên, thì chúng ta nên bật đi. Lock When Driving, chúng ta nên bật đi. Tại vì chế độ này là tự động lock cửa lại. Hiển thị kính lái là phần trên đây. Nếu quý anh chị xài hiển thị kính lái thì chúng ta mở lên. Chúng ta sẽ có thể điều chỉnh cái độ cao, độ thấp của hiển thị kính lái bằng cách là bấm vào đây. Và chúng ta sẽ bấm lên xuống để chúng ta điều chỉnh độ cao, độ thấp của hiển thị kính lái. Đó là hai cái mục mà quý anh chị cần thiết quan sát khi sử dụng một chiếc xe Volvo XC60 Recharge. Rồi, ở bên đây thì chúng ta sẽ đè giữ thì cốp sau nó sẽ mở lên. Đè giữ một cái nữa, cốp sau sẽ đóng lại. Nút này là nút mở nắp xăng. Đối với xe Volvo sẽ không thiết kế nút gập gương riêng. Thành ra nếu quý anh chị muốn vào chỗ hẹp mà muốn gập gương thì chúng ta sẽ bấm vào hai nút đây. Bấm vào giữa chữ L và chữ R một lượt thì gương hậu nó sẽ bấm xếp lại. Bấm vào một lượt nữa thì gương hậu sẽ bung ra. Quý anh chị muốn chỉnh rương bên trái thì chúng ta bấm vào chữ L và chúng ta lắc cái dấu joystick thì nó sẽ chỉnh gương bên trái. Đây, chúng ta sẽ chỉnh vị trí như vậy. Làm sao khi mà quý anh chị ngồi, chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần tay nắm cửa là được. Là lúc đó cái gương của chúng ta sẽ quan sát rộng nhất và tốt nhất. Gương bên phải cũng vậy. Thì khi mà chúng ta bấm vào chữ R, chúng ta sẽ chỉnh gương bên phải. Và khi mà quý anh chị quan sát cái gương bên phải của chúng ta, nếu quý anh chị để sát ở phía trong như vậy thì chúng ta sẽ bị là mất tầm nhìn. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái gương ra. Đây, chỉnh gương ra. Đó, chúng ta sẽ chỉnh vừa phải thôi. Miễn sao là khi mà quý anh chị ngồi chỉ cần nhìn thấy tay nắm cửa như vậy là được rồi. Ở đây là nút lock cửa. Khi mà quý anh chị bấm vào nút này thì kiến ở phía sau và cửa phía sau sẽ không mở từ trong được. Đó, cái này là khóa trẻ em. Đó, quý anh chị lưu ý. Chúng ta sẽ mở ra thì ở bên trong mới mở ra được. Đó. Khi mà nhớ vị trí ghế quý anh chị chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ bấm M và bấm số 1 để nhớ vị trí ghế. Trong trường hợp quý anh chị muốn cập nhật lại vị trí ghế số 1 thì chúng ta chỉnh xong rồi, chúng ta bấm M và lưu lại tiếp số 1 thì nó sẽ lưu lại vị trí nhớ gần nhất. Khi mà vào trong xe, vị trí của quý anh chị muốn tìm lại vị trí số 1 thì chúng ta
đè giữ số 1, đè giữ đến khi nào nó chạy đúng lại vị trí là xong. Và bây giờ Khanh hướng dẫn cho nhà mình phần bên ngoài. Đây là phần capo. Đây capo, quý anh chị sẽ bật cái cần này ra. Chúng ta sẽ đi ra ngoài. Và ở đây nó sẽ có một cái cần màu vàng, quý anh chị gạt qua là lấy lên. Ở nhà thì quý anh chị chỉ việc đổ nước rửa kiến ở vị trí này thôi là nó sẽ đảm bảo rồi. Còn các chi tiết còn lại 10.000 cây vào thì Volvo sẽ cân chỉnh và bảo dưỡng cho quý anh chị. Quý anh chị không phải lo lắng. Khi mà đóng nắp capo thì chúng ta sẽ đứng bên hông, chúng ta gạt xuống. Đó, và chúng ta đóng thẳng xuống. Có một cái lưu ý là ở cái vị trí này, ở vị trí này, khi mà quý anh chị đậu ở nhà, chúng ta lao sơ ý và vô tình chúng ta gạt nó xuống. Đó. Đây. Gạt nó xuống. Như vậy khi quý anh chị đóng nắp capo sẽ đóng không được. Chúng ta sẽ vào phía trong để mở nó lại. Đây, mở lại một lần nữa. Đó, để cho nó bung ra. Và khi mà nó bung ra, đây, nó bung ra thì chúng ta sẽ gạt lên một cái nữa thì để cho nó mở cái ngàm hai bên thì quý anh chị mới đóng được. Đây là một cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà Khanh mong rằng thì nó sẽ hữu ích cho quý anh chị. Đối với các xe Volvo, khi mà quý anh chị bấm lóc cửa lại mà chúng ta phát hiện ra một trong các kiến nó đang bị hở thì quý anh chị có thể thực hiện hai thao tác như sau. Một trong hai. Một là chúng ta đứng ở ngay cửa thì chúng ta đè giữ nút này luôn. Đè giữ nút lóc cửa đến khi nào nó chạy lên. Đó. Cách thứ hai, quý anh chị có thể bấm nút khóa cửa. Bấm lần thứ nhất, lần thứ hai đè giữ đến khi nào bốn cánh kính cửa chúng ta chạy lên. Quý anh chị muốn hạ kính từ xa thì chúng ta sẽ bấm nút mở lóc cửa hai lần, lần thứ hai giữ là bốn cánh kính cửa nó sẽ hạ xuống. Đây, bốn cánh cửa đã hạ xuống. Khi mà quý anh chị muốn bốn cánh cửa của mình giống như lúc nãy, chúng ta muốn chạy lên thì chúng ta sẽ bấm hình ổ khóa đây. Bấm đè giữ, lần thứ hai đè giữ thì bốn cánh cửa của chúng ta sẽ chạy lên. Cái việc mà chúng ta cho kiến lên thì chúng ta có thể thao tác cả bốn cánh ở vị trí sau cũng được, ở vị trí trước cũng được. Và quý anh chị lưu ý giúp chùm Khanh, ở phía trong đây nó có một cái ổ khóa cơ. Ổ khóa cơ này để phòng trường hợp là mình dùng chìa, mình hết pin chìa khóa remote thì chúng ta sẽ vào. Và khi mà hết pin remote chúng ta dùng chìa khóa cơ để vào rồi thì chúng ta sẽ để cái chìa khóa này ở phía trong ngay vị trí này. Đó. Để chúng ta có thể đề máy và khởi động tạm chiếc xe. Rồi. Ở phía sau, nếu quý anh chị muốn mở cốp bằng thao tác rảnh tay, có nghĩa là chúng ta sẽ đá cốp, thì quý anh chị lưu ý ngay chữ V, chúng ta đá để chìa khóa trên người và chúng ta đá thẳng vào phần cốp, đá nhẹ thôi. Như vậy nó đã mở lên rồi. Đó. Và chúng ta muốn hạ cốp thì nếu mà cốp dở lên thì quan sát giúp giùm Khanh ngay vị trí cảm biến này, chúng ta đá vào, đá dứt khoát, đá dứt khoát không nhanh mà cũng không chậm, tức là nó đều để tránh trường hợp nó hiểu là chó mèo này kia, để không mở cốp. Rồi, nếu chúng ta muốn mở cốp lên thì ngay chữ L. Đối với Volvo nó còn trang bị cho chúng ta thêm hai nút, đó là nút đóng cốp và đóng cốp lóc cửa luôn, rất là tiện. Đây là đóng cốp lóc cửa luôn, thì quý anh chị quan sát gương hậu nó sẽ xếp lại luôn, để thay vì chúng ta không phải móc chiếc chìa khóa ra. Đó, như vậy nó rất là tiện trong quá trình chúng ta sử dụng. Đối với xe Volvo riêng phiên bản Recharge thì sẽ không trang bị bánh xe dự phòng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bơm và một chai keo có sẵn. Nếu quý anh chị không sử dụng cái chai keo thì chúng ta có thể là sử dụng thêm cái cách, đó là làm lớp chống đinh. Thì lớp chống đinh hiện tại Khanh sẽ phủ một lớp cao su dẻo phía trong lòng lớp. Thì nếu có cái đinh đâm vô thì chúng ta chỉ việc rút ra thôi, không cần phải vá lại. Một cái thao tác rất là tiện và an toàn. Ngoài ra nó còn hạn chế việc nổ lớp trên cao tốc. Ngoài ra thì nó sẽ giữ hơi tốt hơn, thành ra cái độ bền của lớp xe nó sẽ lâu hơn. Rồi xe của chúng ta sẽ giảm được độ ồn của lớp xe vọng vào bên trong. Đó là những cái ưu điểm của làm lớp chống đinh mà quý anh chị có thể cân nhắc để lựa chọn một phương pháp cho nó phù hợp với gia đình mình.
ở phần ghế sau. Nếu quý anh chị muốn chở bé, đây chở bé, đây, chúng ta sẽ điều chỉnh vị trí này cho bé ngồi vào để chúng ta thắt dây đai an toàn cho nó phù hợp. Và quý anh chị muốn gập ghế thì chúng ta sẽ bấm vào phần lưng, chúng ta sẽ gập lên ghế xuống, nó sẽ thành một sàn phẳng. Và khi mà chúng ta dựng ghế lên, rồi chúng ta mở lên, rồi mở gối đầu đỡ lên thôi. Ở cái phần nắp xăng thì khi mà quý anh chị bấm lóc cửa lại thì cái nắp xăng của chúng ta sẽ lóc lại. Và quý anh chị muốn mở nắp xăng thì chúng ta phải vào đây, và chúng ta đè giữ nắp xăng thì cái nắp xăng của chúng ta mới mở ra. Nắp xăng của chúng ta mới mở ra được. Và nắp xăng của chúng ta sẽ đưa thẳng cái vòi vào bên trong luôn. Do Volvo thiết kế là cái van một chiều, thành ra nếu mà trong trường hợp cái người bơm xăng bị trào xăng thì nó sẽ tự động nó chảy xuống ở dưới bánh sau, ở ngay vị trí này, nó không bị trào xuống phần này để dơ xe của quý anh chị. Khi mà chỉnh ghế vị trí tài xế hoặc là ghế phụ kế bên thì quý anh chị có thể điều chỉnh tới, lùi, hạ xuống, lên, đây hạ xuống, lên, phần lưng ghế, chỉnh cái phần lưng ghế, đây. Rồi ở đây là chỉnh chức năng, mỗi lần lắc cái dòng là nó sẽ chỉnh một tính năng trên cái phần màn hình. Đây khi mà Khanh lắc cái dòng, nó sẽ chỉnh một tính năng. Đây, đây. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Và mỗi tính năng thì chúng ta sẽ có một cái vị trí chỉnh khác nhau. Giống như tính năng này thì chúng ta sẽ chỉnh mũi tên trước và sau thôi. Tính năng chính giữa thì chúng ta sẽ chỉnh được là tổng cộng là 4 mũi tên. Chính giữa thì chúng ta sẽ chỉnh được 4 mũi tên. Và ở đây thì chúng ta chỉ chỉnh được 2 mũi tên trước và sau thôi. Bây giờ Khanh sẽ chỉnh cho quý anh chị coi nha. Và chúng ta sẽ chỉnh lên đến vị trí tựa lưng, đỡ bằng đùa. Đây, chỉnh nó lên. Đó, để chúng ta có một chuyến đi dài nó thoải mái hơn rất là nhiều. Quý anh chị ngồi chỉnh ghế làm sao cho cái tư thế của mình thoải mái nhất thì cái hành trình của mình mới tốt nhất. Tất cả các ghế Volvo đều được thiết kế bởi bác sĩ về cột sống, thì khi mà quý anh chị đi đường dài chúng ta sẽ không bị đau phần thắt lưng. Và cái ghế này là ghế công thái học, sẽ giúp cái đốt sống của chúng ta chịu được ít nhất và không bị đau, không bị mỏi khi mà chúng ta đi một cái chuyến đi rất là dài. Trên đây Khanh đã hướng dẫn xong cho quý anh chị cái hướng dẫn sử dụng nhanh chiếc xe Volvo XC60 Recharge. Mong rằng cái chia sẻ của Khanh sẽ mang lại giá trị, giúp cho quý anh chị có thể cân nhắc và lựa chọn, cũng giống như làm chủ cái chiếc xe của mình tại nhà. Đây là một lời cảm ơn của Khanh dành cho các anh chị ủng hộ và mua xe từ Khanh bán ra. Những ủng hộ của quý anh chị là nguồn động lực để Khanh ra nhiều video mới, cũng giống như để Khanh có một cái cuộc sống để duy trì những cái video. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi và đồng hành. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở video sau. Khi đến showroom Volvo Sài Gòn nói lễ tân cho gặp Khanh, Khanh sẽ là người tư vấn cho quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.